Ôi, siêu phẩm đây cả nhà ơi. Siêu phẩm của We Lady đó là em nước hoa vùng kính. Trời ơi, siêu sexy luôn. À, thơm nước ngay luôn cả nhà. Cả nhà có thể chấm body được nha. Cả nhà biết không, cái này sử dụng cho vùng kính. Cái vùng kính của mình không thể nào mà mình cúi đầu xuống và mình ngửi được đúng không? Chỉ có anh xã của mình biết được thôi, nhưng mà tránh cái tình trạng để anh xã phải lên tiếng là của vợ hôi quá, hoặc là vợ ơi, cô bé của vợ ngại quá đi, đúng không nào? Thì nếu mà tránh cái tình trạng đó thì em phụ nữ mình nên tự chủ và cũng như tự động luôn tân trang cho cô bé, càng ngày càng hấp dẫn hơn, càng thơm hơn. Quý thích cái mùi sexy lắm cả nhà, tại vì cái mùi sexy nó rất là thơm. Cái mùi sexy nó phải diễn tả như thế nào ta, nó ngọt ngào và nó đê mê. Cảm giác mà khi mà Quý hít qua một lần thì Quý chỉ muốn kéo một hơi dài và bắt đầu phê lên vậy đấy. Và cái tại sao lại phê, bởi vì là cái tinh chất và cũng như là cái hương liệu sử dụng trong nước hoa vùng kín khác với những nước hoa trên thị trường, là ngoài khả năng lưu hương, kháng viêm, khử mùi, nó còn có một cái hoạt chất CCC trong đó là tăng cảm giác và tạo hưng phấn cho đối phương và kể cả phụ nữ mình nữa. Đó là cái điều khác biệt của sản phẩm bên Queen Lady cũng như là cái sản phẩm mà Hoàng Quý rất là tâm đắc luôn. Nếu mà nghĩ đến phái nữ và nghĩ đến phụ nữ và nghĩ đến sự quyến rũ thì ngoài sắc đẹp ra không thể nào thiếu mùi hương. Mùi hương rất là quan trọng trong việc lân trận. Nếu như mà bạn cảm thấy cơ thể của anh xã của bạn hôi quá, hoặc là hôi cái mùi cơ thể như thế này, hoặc là mùi ở dưới thôi, thì các bạn cũng sẽ rất là khó chịu, thì hãy ở vị trí của anh xã của mình. Khi mà anh xã ngửi được cái mùi không mấy là thơm đó thì anh xã cũng sẽ bị tụt hứng, đúng không? Nên là tránh trường hợp đó xảy ra, và trước khi trường hợp đó xảy ra thì mình hãy sử dụng, tự chủ sử dụng cái sản phẩm này để cho nó tự tin hơn, vẫn thơm tho sạch sẽ hơn nhé các bạn nhé. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm.